mau hiểu dù sẽ ôi cha thần thế trước mặt Chúa con dù sẽ cầu cùng Giê-xu chúc ơn thiên cho con vơi bớt những ưu phiền xin thương ban phước cho muôn người đấng bảo hộ Chúa con, Giê-xu là người uy thế rất cao sang, cạnh tòa Thiên Chúa nước quê trời, xin dâng cha khó khăn trong đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.